giấc mơ ngày xưa tương trình cho hai đứa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, chào anh Long. Điều. Dạ, công nhận anh mắt tay thiệt á, làm ai cũng lên hết trơn á. Đây mới là sếp của anh. Dạ. Anh Long ơi, thì chắc là anh cũng đọc báo rồi đó, đúng không? Thì sếp em mới gọi điện, thì anh thông cảm cho tụi em phải đổi nhân vật. Em chào anh. Con thỏ nhỡn nhơ bắt bướm vẫn là con thỏ. Con rùa bò cách mấy cũng là con bò. À, là con rùa. Nhìn cái gì? Không cam lòng hả? Áo mặc không qua khỏi đầu. Nghe chưa? Hiểu chưa? Rõ chưa? Nhớ chưa? Bình tĩnh. Trời ơi. Anh bày nhiều trò làm gì? Nếu anh chơi bằng thế lực, anh cần gì em? Nếu anh chơi bằng cái này thì em ở đây. Còn nếu anh chơi bằng cái này, anh chơi một mình anh đi. Em nhắc lại, anh đừng làm hỏng chiến thắng đẹp mắt của em. Đẹp, đẹp của mẹ. Gì vậy em? Đại ca, sáng giờ là chính bà. Đại ca thấy không? Nó nổi tiếng, nó đi lên mà con đường đi hát từ thiện. Mà nó để ông già nó sống nghèo khổ như vậy. Đạo đức giả đại ca. Trời, đắng lòng lắm đại ca. Hơi quá đáng đó. Chưa, còn quá nữa. Sao? Thôi. Tay guitar lừng danh Sài Gòn 20 năm trước đang có cuộc sống rất lam lũ. Khó ai có thể nhận ra chàng lãng tử phong độ năm xưa. Bất ngờ thay, ông chính là cha của Thùy Linh, người đang đứng thứ hai danh sách đề cử nghệ sĩ mới của năm. Tuy có cuộc sống của một ngôi sao, nhưng cô lại không dám nhận lại cha ruột. Liệu Linh có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ? Tối nay, 8 giờ, cho tôi lên màn hình. Cái gì? Chú làm xuất sắc lắm. Mình khai thác bà đó trước. Đúng là đem đá dấu tay. Tay guitar lừng danh 20 năm trước bất ngờ thừa nhận là cha ruột của ca sĩ trẻ đang lên, Thùy Linh. Anh Long, anh Long. Hình như đang nói về ông và vợ tương lai của em kìa. Ủa là sao anh? Em tắt tivi đi. Ồ. Để coi tụi nó làm gì. Tội nghiệp con bé. Nó làm người nổi tiếng cũng khó. Hôm trước cũng có người đến đây cho tôi tiền, bảo tôi là nói với máy quay là nó bỏ rơi tôi, nó không nhận tôi làm cha. Nó có biết tôi ở đâu đâu mà bỏ rơi. Ngày trước thì tôi là chị Linh, nghệ sĩ guitar có nhiều đào, nhiều cô theo, nhưng mà tôi có để ý đâu. Thế rồi là hai vợ chồng dẫn đến cãi vã, rồi thôi nhau. Thực ra thì tôi vẫn nhớ mẹ con nó lắm. Tôi thuộc từng bài hát của nó. Ngày nào cũng lôi đàn ra tập. Chỉ mong có một ngày được đệm cho nó hát một bài. Tài lọt tàu lắm.
do vì sao em lại muốn chia tay. Đó chính là lý do vì sao đấy. Anh không hiểu những gì em muốn. Em tôn trọng sự nghiệp của anh, nhưng anh không tôn trọng cảm xúc của em. Muốn quan tâm đến anh mà em cũng phải theo giờ giấc kỷ luật của anh nữa. Em không được quyền nghĩ về người mình yêu như những người con gái khác. Mà thôi, anh thì biết gì về cảm xúc chứ. Chào anh. Sao lại ngủ uống rượu mình này? Chưa rồi thì mày buồn này không nhá? Buồn gì? Uống mình mới thấy ngon chứ. Trên đời nhiều thứ kỳ lạ lắm, không ai nhìn thấy cảm xúc cả, mà cũng chẳng ai giấu được cảm xúc cả. Tao đi đây. Tao tắt đèn nhá. Không sao đâu người anh em, áo mặc sao qua khỏi đầu chứ. Em có một nhan sắc thật đẹp và có một giọng hát cũng không tệ. Những gì em kiếm được cho thằng Trí với thằng Long quá nhiều, nhiều hơn những gì tụi nó đã làm cho em. Cảm ơn ông. Theo tôi, Minh Tú mới thực sự là ngôi sao. Nếu em về bên anh, Minh Tú cũng phải đứng sau em. Thằng Trí với thằng Long trả em bao nhiêu, anh sẽ trả em gấp đôi. Anh ấy có một thứ mà ông không bao giờ có. Cảm ơn ông. Chào ông. Đó là sự tôn trọng của tôi. Sau đêm trao giải Việt Music Award, live show đầu tiên của ca sĩ Minh Tú sẽ diễn ra, hứa hẹn là một show âm nhạc đẳng cấp nhất trong năm. Có vẻ như Việt Idol rất tự tin ca sĩ Minh Tú sẽ cầm chắc chiến thắng tại giải thưởng năm nay. Chúng ta không thể ngồi yên nhìn Minh Tú về đích. Thật ra chúng ta vẫn còn thời gian. Đúng, nhưng mình phải chủ động. Minh Tú có live show sau đêm trao giải. Mình sẽ làm live show của Thùy Linh trước đêm trao giải. Mình phải chủ động. Bây giờ có làm live show thì công ty chúng ta cũng không có đủ tiền. Chỉ cần nó là mục tiêu, em chắc chắn sẽ có cách. Hello, Lê Trường Nguyễn, giám đốc mỹ thuật công ty giải trí hàng đầu Việt Nam Metronome, xin nghe ạ. À. Dạ anh Long. Dạ. Trong phòng khách hả anh? À đây. Có cái hồ sơ đi xin phép biểu diễn mà cũng để quên rồi nha. À đây. Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn. Anh Long ơi.
Khoan. Qua. Wow. Anh Long, anh Long, cái hình tượng này nhìn quen quen ha. Sao? Được không? Đẹp hơn phải không? Đẹp hơn mà. Hả? Đẹp hơn mà. Sắp hết giấc mơ. Đi rồi sẽ đến, đi rồi sẽ đến. Dù đừng có xa thật xa. Đừng bỏ cuộc sống, đừng bỏ cuộc sống. Chỉ vì khó khăn đầu tiên. Đi rồi sẽ đến, đi rồi sẽ đến. Dù đừng có không người qua. Đừng nhiều lo lắng, đừng nhiều lo lắng. Người có mấy khi được đi. Đi rồi sẽ đến. Chuyện này là sao? Chuyện này là chuyện gì? Tại sao lại có nhà tài trợ xuất hiện? Ủa? Có vấn đề gì đâu? Anh không thấy như vậy là mình đã thành công rồi hả? Thành công hả? Không lẽ em quên mục tiêu đầu tiên của em là gì? Em nhớ chứ. Ai nói với anh muốn làm âm nhạc đích thực? Em. Ai nói với anh không muốn bị thương mại quảng cáo mà làm thay đổi hình ảnh ca sĩ của mình? Em. Ai nói với anh ca sĩ sinh ra lại để hát trước tiên? Em. Em là lãnh đạo. Tại sao em không giữ lời? Lãnh đạo. Lãnh đạo là phải mang thành công về công ty. Chính vì là lãnh đạo, em sẽ không cho mình thua thằng Minh. Ai nói với em là sẽ thua? Đêm trao giải còn chưa diễn ra mà. Anh tỉnh lại đi anh Long. Bé Linh luôn luôn thua Minh Tú 3 triệu bình chọn. 3 triệu đó, chứ không phải 3.000 đâu. Tại sao chúng ta lại muốn chiến thắng Minh Tú bằng mọi cách, ngay cả khi em không còn là chính mình nữa? Em mang tiền về công ty mà, chứ em đâu có phạm vào công ty đâu. Nhưng tại sao em không nói trước với mọi người? Em cũng có nói với mọi người là em đi gặp ông luôn đâu. Mỗi người tưởng cái phim của ba Linh là tự nhiên có hả? Là tụi thằng Minh tính lợi dụng chuyện này để biêu xã Linh. Là tôi. Tôi đã dằn xếp vụ đó. Tôi cũng không nói ra. Giờ tôi cũng sai sao? Chỉ có kẻ chiến thắng mới có quyền phán xét đúng hay sai. Tôi không muốn thua thằng Minh nữa. Để làm gì? Để em chết thằng Luân thứ hai hả? Nếu như ngay từ đầu như vậy đó, ở đây không có ai muốn theo em hết. Không có ai muốn ở đây hết. Dạ anh Long cũng không phải cầm nhà để cứu công ty, để cứu cái lý tưởng của mày. Cầm nhà? Anh bị điên rồi. Lý tưởng không bao giờ có thiệt. Công ty phải sống. Nếu nó chết đi thì không có lý tưởng nào cứu được. Chí, anh không còn là anh nữa. Một người đàn ông có thể không có lý tưởng, nhưng mà anh không được phản bội lý tưởng của mình. Lý tưởng đó là sai. Lý tưởng không bao giờ dẫn mình tới chiến thắng. Mình đang thua thằng Minh. Anh chán cái lý tưởng này lắm rồi. Chí, em nghe anh nói. Bây giờ, chính bây giờ mới thực sự là anh. Mẹ mày, bị điên hả? Mày chán, mày nản, ok, kệ ba mày. Mày có quyền biến mày thành thằng Minh, nhưng mày không có quyền biến Linh thành Minh Tú. Mày có hiểu cảm xúc của Linh không hả? Tại sao tao không quyền theo tôi Thùy Linh? Ca sĩ là tao tạo nên, là của tao. Tao không cần biết cảm xúc của ai hết. Mày, mày ăn dẹp hết đi. Chia tay đi.
Em nhớ những ngày tháng ở nhà kho cũ. Hồi đó khó khăn, nhưng rất vui. Hồi đó anh Chí rất vô tư. Ừ. Có phần hơi trẻ con nữa. Anh ấy lúc nào cũng làm cho em cười. Ừ. Nụ cười của Chí cũng rất đẹp. Ở cạnh anh ấy lúc nào cũng thấy vui và hạnh phúc. Cứ như là tìm thấy được chính mình. Anh Long này, anh có thấy ghét em không? Tại sao? Vì anh Chí yêu em. Anh đang lo cho Chí. Làm sao để đền các bạn tài trợ đó đây? Đây là đơn xin việc của con. Con phạm một sai lầm, thất bại, mất nợ một số tiền. Ba cho con mượn giải quyết được không? Con sẽ không lãnh lương đến khi nào con trả hết số tiền đó. Chào sếp. Chào sếp. Chỉ còn yêu thương trong nhau tháng ngày qua mau. Tổng đài bình chọn sẽ mở ảnh của chương trình. Đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức chúc mừng chị Minh Tú của các em. Từ 2 tháng trước thì đột ngột xuất hiện cuộc đua sông mã giữa Minh Tú và Thùy Linh ở vị trí nghệ sĩ mới của năm, và đó cũng chính là tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay. Ủa, hôm nay anh không đi đánh đàn, không có nhậu nữa hả? Ôi ôi ôi, mình là nghệ sĩ chuyên nghiệp à, phải chạy show chứ nè. Quý vị thân mến, danh hiệu nam ca sĩ được yêu thích nhất của năm, Nhu Phước Thịnh. Em ổn rồi, đến nhà hát đi anh. Thank you.
nhóm nhạc được yêu thích nhất trong năm đã thuộc về nhóm 365. Kỷ niệm quá khiến tim nhạt nhòa. Sau đây là Minh Tú nha, camera 2 chuẩn bị theo MC. Chúng ta chuẩn bị bước vào danh mục tôn vinh nghệ sĩ mới của năm. Đề cử đầu tiên là một cái tên đã đứng nhất bảng trong nhiều tháng vừa qua. Minh Tú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy không hề có bất cứ một video clip nào nhưng lại đột ngột xuất hiện trong top 20 và tiến nhanh đến vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng dành cho những nghệ sĩ mới được yêu thích nhất của năm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón và bình chọn cho nữ ca sĩ Thùy Linh. Che mặt ở trên sân khấu, dù là một hay một ngàn ngọn đèn, em cũng phải nhìn bằng cảm xúc, nghe bằng tâm hồn và hát từ trái tim. Linh sẽ không hát ca khúc đã mang Linh đến với giải thưởng này. Vì đã không còn người đẹp đàn cho Linh ca khúc này nữa. Ê, sân khấu này đổi sao không bán cho xe đại? Xin cho phép Linh mượn sân khấu này để gửi lời cảm ơn tới hai người. Người đầu tiên là một nữ ca sĩ có một tâm hồn rất đẹp và một tình yêu nghệ thuật chân thành. Dù bác ấy đã mất cách đây 20 năm, nhưng chính nhờ tâm hồn và lý tưởng của bác ấy đã khiến cho Linh được gặp một người bạn rất tuyệt vời. Nếu không có anh ấy, Linh đã không có những bước đi chập chững với âm nhạc. Và chắc chắn ngày hôm nay đã không có mặt tại đây. Đối với Linh, đi được đến đoạn đường này đã là một thành công quá lớn. Bố mẹ anh em đã luôn kề vai sát cánh bên nhau. Cho phép Linh xin được hát một ca khúc cách đây đã 20 năm để dành tặng cho linh hồn đã mất của bác ấy. Trái đất vẫn không ngừng vận xoay, buồn vui
kiếp sống là một vòng quay tháng ngày. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa. Bỏ mặc cho người ta đón đưa. Đã có những đêm em lẻ loi. Chúng ta là một team. Cười cái chó gì? Thua còn vui hả? Ngày mai về công ty làm cho rõ vụ này. Áo mặc thì không qua khỏi đầu, nhưng trừ một số là áo. Ê. Đi Linh, mọi người đặt nhà chúc mừng em rồi kìa. Anh và mọi người đưa bố em ra đấy trước đi. Em muốn ở lại đây một chút. Không hát không hò gì hết. Bác chỉ nói đúng, bầu sâu nào cũng dê sùng. Xin lỗi anh không có ý đấy mà. Cũng không phải ý này luôn. Tôi không có nhu cầu làm ca sĩ nhé.
thế? Cảm ơn tình yêu ấy, cảm ơn cuộc sống này.